ông vua doanh số này, đối thủ ngang tầm Hyundai Tucson ở mọi đấu trường này, rồi thì một mẫu xe này định vị lại phân khúc SUV cỡ C này, không ai khác chính là chiếc Mazda CX-5 trước mắt quý anh chị đây. Vâng, đấy là CX-5 của thời điểm hiện tại bây giờ anh chị ạ. Nhưng chiếc xe Mazda CX-5 trước mắt quý anh chị đây là một mẫu xe Mazda CX-5 sản xuất 2018, bản 2.5 một cầu. Thực tế luôn là từ năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại bây giờ, Mazda CX-5 không thay đổi quá nhiều anh chị ạ. Thời điểm hiện tại bây giờ thì thay đổi một chút là về mặt ca lăng này, thay đổi một chút về đèn xe này, mâm xe này, rồi trong gói an toàn ADAS này có thêm một số tính năng an toàn thôi. Còn nhá, động cơ này, form dáng bên ngoài vẫn giữ nguyên, không thay đổi tí nào anh chị ạ. Trước mắt quý anh chị đây, em đang có một mẫu xe Mazda CX-5 sản xuất 2018, bản 2.5 một cầu, có nước sơn là màu trắng, nước sơn mà bán chạy nhất của nhà Mazda luôn anh chị ạ. Vâng, có một cái điểm hay nữa là một chủ từ đầu và xe chạy chuẩn 9 vạn km, có gì đặc biệt? Em xin mời quý anh chị đi cùng em đánh giá chiếc xe này cùng em luôn ngay bây giờ ạ. Vâng. Ở phần đầu xe này em phát hiện là chủ xe đã trang bị cho phía đầu xe này là một cái ốp cảng nhìn thể thao hơn, dạng carbon, nhìn tăng cái tính thể thao và khỏe khoắn cho xe này. Cảm biến trước sau đầy đủ cả trên bản 2.5 này nhá. Động cơ 2.5 này em nhớ là động cơ này 188 mã lực đấy anh chị ạ. 188 mã lực đấy. Có một cái hay nữa này, camera quay giúp em lại đây này. Xe này chạy chuẩn 9 vạn nên là anh chị nhìn giúp em phát, nhìn cái gai này ở trên cái lốp Michelin nhé. Bản chất lốp theo xe của Mazda CX-5 sẽ là lốp Toyo, mà trên chiếc xe này đã được lên dàn chân Michelin. Mà với cái gai này thì em khẳng định với anh chị luôn 100% là odo chuẩn 100%. Trước khi khách hàng bán xe lại cho bên em là km để chuẩn. Và cái thứ hai nữa là với cái gai như này nhá, với cái dàn chân mít này anh chị đi thoải mái 5 vạn 6 vạn nữa mình mới phải thay lốp cơ anh chị ạ. Đấy, cái ưu điểm khi mà anh chị mua chiếc xe này nhá. Tiếp này, sang tới phần đăng kiểm xe này. Đăng kiểm còn vào phí đường bộ, chủ cũ người ta nộp lên tới tháng 4 năm 2026. Tức là phải khả năng là anh chị mua xe này về còn sử dụng phải hơn 1 năm nữa cơ. Đấy. Nào đến phần cuối phần đuôi xe nào. Em sẽ giới thiệu nhanh chiếc xe Mazda CX-5 này vì là về cơ bản ấy, Mazda CX-5 là một mẫu xe quốc dân nên là cũng không có gì mà chúng ta phải chia sẻ quá nhiều rồi. Và cái phần cốp điện của Mazda CX-5 thì khi mà mở lên ở phần đuôi cốp chúng ta sẽ có một khoang thể tích lên tới 510 lít. Và chủ cũ này, để em xem nào, mở lên nào. Ô, sơ cua này, sơ cua này hạ rồi anh chị nhá, nhưng mà tuy nhiên này, sơ cua này vẫn còn rất là mới này, hạ rồi nhưng mà rất là mới nhá. Chắc là họ thùng xăm nên họ hạ, nên là họ chỉ đi khoảng tầm 10-20 cây là họ sẽ mang đi vá rồi. Ở trên bản 2.5 này chúng ta sẽ có một cục súp ở gầm này nhá, để kết hợp với hệ thống loa Bose tăng cái tính giải trí âm thanh trong khoang nội thất của xe. Em đóng cái cốp vào này. Để xem trên bản 2.5 này tiêu thụ nhiên liệu như nào nào. À, trên thông số của nhà sản xuất thì người ta có ghi đó là ngoài đô thị là hết có 5 lít rưỡi thôi. Đấy, khi mà đi đường hỗn hợp nhá, ở giải tốc độ 40 đến 60 cây thì sẽ hết 7 lít anh chị ạ. Còn tất nhiên là khi mà đi đường tắc đường nó phải lên tới 10 lít rồi, nó là chuyện quá bình thường. Vâng, em xin phép vào khoang nội thất đấy ạ. Trong khoang nội thất này chắc là cũng có rất nhiều thứ để mà chia sẻ đấy ạ. Ở trên phiên bản 2.5 này trang bị hắt kính đầy đủ này, hắt kính đầy đủ này. Đó. Và công tơ thì đã thể hiện đó là xe được 9 vạn 9 rồi, chuẩn zin từng km luôn anh chị nhá. Vâng. Tất nhiên là những cái tính năng như là kính xuống lên xuống kính tự động một chạm này. Đấy, gương chỉnh điện các thứ thì không thể nào thiếu được rồi. Vâng. Ngoài ra này, cho em xin phép là em quay chi tiết ở cái chi tiết này này. Đấy, hệ thống cân bằng điện tử này, rồi iStop này, tắt cảm biến các thứ đủ cả này, mở cốp ở trong xe luôn này. Trang bị vẫn rất là đầy đủ này. Đấy, ngoài ra nữa là đàm thoại rảnh tay này, rồi tăng chỉnh âm lượng này, chuyển bài neck bài này. Đó, và cruise control này không thiếu này. Rồi tự động pha cốt này. Tự động pha cốt này, rồi tự động gạt mưa này. Đây là tự động gạt mưa này, bên này là tự động gạt mưa này. Đó, tự động đèn pha này. Ok, đèn cốt này. Rồi có một cái hay nữa này. Người ta trang bị cảm biến slot lốp rồi anh chị nhá, cảm biến slot lốp của Steelmate luôn. Đó, bên ngoài cũng phải 2-3 triệu ấy cảm biến slot lốp này. Xe được trang bị 10 loa Bose trên xe. Cửa sổ trời này, cửa sổ trời nhá, không thiếu gì cả. Em mở cửa sổ trời ra xem nào. Ok, thoáng lắm anh chị ạ. Mình mà đi ở những cái quãng đường mà cánh đồng lúa hai bên ấy thì chắc chắn là không thể nào mà thiếu cửa sổ trời này đúng không ạ? Vâng. Bệ tì tay thì khá là bề thế. Nói chung là Mazda CX-5 thì trước nay giờ được cái khoang nội thất là bọc da nguyên bản rồi mạ chrome vào. Nó có một cái gì đó là đơn giản mà cực kỳ sang trọng.
trước nay giờ là quá là huyền thoại của Mazda rồi. Vâng, bệ tỉ tay cực kỳ là rộng rãi và to nhá. Rồi số này, số cực kỳ mượt mà luôn này. Số tự động, hộp số tự động này, hộp số tự động 6 cấp anh chị nhá. Vâng ạ. Chế độ lái này, chế độ lái thể thao này. Đó. Và phanh tay điện tử này, kết hợp auto hold này. Không thiếu luôn này. Ok ạ. Rồi đây là những cái nút mà tăng chỉnh âm lượng để khóa âm thanh này. Và chúng ta điều chỉnh màn hình ở trên này nhá. Điều chỉnh màn hình giải trí ở trên này. Đó. Cái xe Mazda CX-5 này khi mà anh chị di chuyển trên đường nhá là chúng ta bắt buộc phải dùng cái nút này. Đó, dùng bắt đầu này không dùng cảm ứng được nữa. Vâng, không dùng thể nào dùng cảm ứng trừ khi chúng ta đỗ chúng ta mới dùng được cảm ứng. Còn khi đi trên đường chúng ta phải dùng đúng xe này nhá. Rồi ok. Ghế da này anh chị nhìn này. Cái má ghế của một chiếc xe máy chạy hơn 9 vạn km. Phải nói là chủ cũ người ta ở Hà Nội thì thực sự là đều nói là nước sơn ở quanh xe thì phải nói là phải có cái sự gọi là trăng trau chuốt tỉa lại rồi thì nước sơn nó mới đẹp, vì là đi ở Hà Nội cái vấn đề gọi là va quệt nhẹ, sức răm không thể nào tránh được anh chị ạ. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà một chiếc xe mà có một cái má ghế mà nó đẹp như thế này thì phải nói luôn là chủ xe nó quá giữ gìn. Vì thường là Mazda nói chung nhá là ghế của họ là luôn rất nhanh bị nhàu và xuống cấp nếu mà chủ xe người ta không trang bị, không giữ gìn cho xe, bảo quản cho xe. Và đi vào khoang nội thất, à khoang máy một chút đi ạ. À. Ủa, xe về lại chẳng spa gì, lại khoang máy lại vẫn rất là bụi bẩn đúng không ạ? Vâng. Đó. Thế em hỏi chủ cũ thì người ta bảo là cái này là người ta để người ta chống chuột này. Đó. Thì không biết có phải thật không? Thì em sẽ tìm hiểu thêm để giới thiệu anh chị nhá. Vâng. Em cam kết với quý anh chị luôn này, keo chỉ xung quanh xe là nguyên bản. Keo chỉ nguyên bản, động cơ nguyên bản. Xe chưa đâm đụng, chưa ngập nước. Đâm đụng anh chị phải hiểu giúp em ở đây đó là xe không bị va chạm nặng nhá và ảnh hưởng đến khung gầm này. Keo chỉ máy móc của xe nhá. Còn va quyệt nhẹ như này mà anh chị bảo em là đâm đụng là không được đâu nhá. Dạ vâng, ok ạ. Thì với một chiếc xe Mazda CX-5, em đóng cái nắp capo lại tí. Mazda CX-5 sản xuất năm 2018 này. Một chủ từ đầu biển gốc Hà Nội này. Xe lăn bánh là 9,9 vạn km. Và có nước sơn màu trắng này, bên em đang ra bán với mức giá là 640 triệu đồng. Và giá 640 triệu bên em còn thương lượng thêm, còn hỗ trợ thêm. Anh chị có nhu cầu quan tâm, yêu thích mẫu xe này có thể liên hệ giúp em qua hotline 0916 789 786. Em Tuấn Anh ở Auto 88 xin phép được tư vấn hỗ trợ anh chị nhiệt tình, chu đáo và tận tâm nhất ạ. Vâng, em xin hết ạ.